Việt Nam vào vòng loại cuối U20 nữ châu Á 2024. Kết quả hòa 1-1 trước U20 nữ Ấn Độ tối ngày 11 tháng 3 trên sân Việt Trì, Phú Thọ, giúp U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024 với ngôi đầu bảng F sau hai trận thắng đậm U20 nữ Indonesia và U20 nữ Singapore. U20 nữ Việt Nam đối mặt thử thách thực sự là U20 nữ Ấn Độ ở trận cuối bảng F vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Gương mặt đáng chú ý bên phía U20 nữ Việt Nam là trung vệ Lê Thị Bảo Trâm. Đội trưởng đội chủ nhà có ngày làm việc vất vả. U20 nữ Việt Nam bị Ấn Độ dẫn trước từ rất sớm, phút 12, sau cú sút đẹp mắt của Babina Devi. Sau bàn thua, U20 nữ Việt Nam dồn lên gây áp lực. Trong một pha phạt góc, đội chủ nhà tổ chức đá phạt khá lạ mắt khi các cầu thủ nắm tay nhau hình vòng tròn. Sau hàng loạt nỗ lực ép sân, U20 nữ Việt Nam được hưởng thành quả cuối hiệp 1. Phút 45-2, Trần Nhật Lan cần tới hai cú dứt điểm liên tiếp mới gỡ hòa được cho đội nhà. Cầu thủ của Than khoáng sản Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau cú sút thứ hai. Cú sút trước đó của cô đi trúng cột. U20 nữ Việt Nam muốn tìm thêm bàn thắng nhưng vấp phải sức kháng cự quyết liệt của Ấn Độ. Trong 45 phút còn lại của hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Akira Iri có rất ít cơ hội. Các cầu thủ áo đỏ chủ yếu lui về sân nhà phòng ngự chờ phản công. Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 Ấn Độ, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng với 7 điểm, hơn đối thủ Nam Á về hiệu số bàn thắng bại 14-13. U20 nữ Việt Nam tạm thời được xếp vào nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Iri sẽ chờ các đối thủ tiếp theo ở các bảng khác. Trong lịch sử, U20 nữ Việt Nam từng 5 lần dự sân chơi châu lục,